Ohayou gozaimasu, và trên tay tôi chính là quyển Sword of the End episode 14. Và không nói nhiều nữa, chúng ta hãy xem cái quyển episode 14 kỳ này có gì hay không nhé. Mặt trước chúng ta sẽ nổi bật lên với hình của cô nàng Hiragi Mahiru, trông rất là đẹp và nhìn vào có một cái vẻ gì đó nó hơi một chút yandere và ma mị một tí. Ok, và vẫn như mọi khi chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một miếng poster nhỏ nhỏ nằm trong quyển truyện. Lần này chúng ta sẽ có hình của cô nàng Mitsuba và cô nàng Shinoa đang tựa lưng vào nhau, trông rất là đẹp. Cô nàng này tên họ đầy đủ là Hiragi Mahiru, gia tộc Hiragi, gia tộc quyền lực nhất đế quỷ quân, chắc chắn các bạn sẽ biết cái điều này rồi. Trong bộ truyện này thì cô nàng này được mệnh danh là thiên tài bậc nhất của gia tộc Hiragi có 102 thế giới. Cô nàng này chính là người đã hy sinh hiến tế rất là nhiều người để có thể tạo ra được trang bị quỷ chú, thứ vũ khí đã giúp cho Nhật Bản đế quỷ quân có thể chống lại được ma cà rồng, chống lại được cái vận mệnh mà lúc nào cũng phải làm gia súc cho ma cà rồng đó các bạn. Và cô nàng này hiện tại đã chết và trở thành quỷ chú của thanh niên Guren. Nguyên nhân cái chết thì như các bạn đã xem tôi review episode 5, chính thanh niên Guren là người đã giết chết cô nàng này. Và nếu các bạn nhìn kỹ vào phần bìa, các bạn sẽ thấy bóng dáng của thanh niên Guren ở phía sau lưng của cô nàng Mahiru này. Và một điều đặc biệt là cô nàng Hiragi Mahiru này chính là chị của Hiragi Shinoa. Và cô nàng này đã có một vị hôn phu trước đó có tên là Hiragi Shinya, là thiếu tướng của Nhật Bản đế quý quân, đồng thời cũng là một trong những cái người bạn thân nhất của thanh niên Guren. Nhưng rất tiếc, thanh niên Hiragi Shinya của chúng ta đã thất bại và cô nàng này đã chọn Guren là người tình tri kỷ của mình. Sau khi mà chế tạo thành công trang bị quỷ chú thì cô nàng này đã biến thành một con quỷ, và chính Guren là người đã xuống tay giết chết người con gái mình yêu. Về chi tiết sự tình như thế nào, tại sao cô nàng này lại chết, làm sao Guren có thể gặp được cô nàng này, thì có lẽ chúng ta phải đọc Sword of the End Ichinose Guren đại họa năm 16 tuổi thì mới biết được. Thì cái đầu truyện Sword of the End Ichinose Guren đại họa năm 16 tuổi thì tôi đã tìm ra được rồi, nhưng rất tiếc đó là bản tiếng Anh nằm trên trang otakusan.net. Các bạn có thể ghé vào đó search Owari no Sword để tìm kiếm và đọc thử. Nó thật ra tiếng Anh thì đọc thì cũng được thôi, nhưng phải mất một khoảng thời gian khá là dài để phiên dịch. Cái video clip review cái quyển số 14 này có lẽ tôi sẽ làm hơi dài một chút, do cái nội dung của quyển này thực chất nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì dài dòng hết. Chủ yếu là Du cùng với những nhóm bạn đi tham quan vòng vòng cái lâu đài của Ferris Bakery thôi. Nếu các bạn đã từng đọc xong episode 12, chắc chắn các bạn sẽ biết rằng mục đích thật sự của họ là muốn đến dinh thự của Ferris Bakery để nhìn thấy xác đồng đội, nhìn thấy xác người thân của mình, nhìn thấy xác của những đứa trẻ từng sống chung với mình tại coi nhi viện Hayakoya, cũng như là tại thủ đô của ma cà rồng San Guinem. Và cũng trong episode 13 thì thanh niên Du của chúng ta đã quyết định sẽ đi cứu Grustepet cùng với Ferret Battery đang phải chịu hình phạt hình thức tra tấn dưới ánh dương. Nhưng trở ngại lớn nhất là họ phải đánh bại được thủy tổ đệ ngũ Kiluk đang canh giữ ở đó. Dành cho các bạn nào chưa hiểu thì hiện tại chỉ có Kiluk ở đó thôi, còn đoàn quân còn lại đã đi theo sự chỉ huy của Usgelet, thủy tổ đệ nhị á, đi đến chỗ Nhật Bản đế quý quân để xóa sổ họ. Để đánh bại được thủy tổ đệ ngũ, bắt buộc thanh niên Du của chúng ta phải sử dụng tới sức mạnh của thiên thần tối cao của ngài tận thế ở trong người. Khi ở các tầng hầm chứa xác chết của những người đồng đội thì Shinoa đã hỏi rằng, vậy phương pháp để kiểm soát thiên thần tối cao của ngài tận thế nằm trong Du có ở đây không? Crowley đã chỉ tay vào cái đống sách ở trên bàn, đó chính là sách mang huy hiệu của Nhật Bản đế quỷ quân. Theo như lời của Shinoa nói thì những quyển sách này sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể giải được. Tuy nhiên Crowley lại nói sẽ có đồng đội của người tới giúp, và không ai khác đó chính là kiến con. Đây là đầu vai Guren, nhìn thì biết nhà ma. Nếu các bạn đã từng đọc quyển Sword of the End này, cái quyển số 12, quyển số 13, các bạn sẽ để ý rằng có một chi tiết mà tôi đã không tiết lộ, đó chính là Guren là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, kẻ hủy diệt tất cả thế giới, giống như Kamen Rider Decay các bạn. Sau khi đọc xong cái chi tiết đó thì dường như nó đã khiến cho cái đầu của tôi nó cũng khá là rối, hắc não, và phải mất một cái khoảng thời gian khá là dài thì tôi mới có thể tìm ra những cái luận cứ, những cái chứng cứ để chứng minh cái điều đó là sự thật. Ok, chúng ta hãy bắt đầu phân tích thôi. Nếu các bạn còn nhớ thì ở episode 10, thanh niên Mika của chúng ta đã nói rằng nguyên nhân mà thế giới bị diệt vong đó chính là do thất bại của thí nghiệm thiên thần tối cao của ngài tận thế mà ra. Cái mấu chốt ở đây là thất bại nghĩa là thất bại kiểu gì? Bằng chứng là thí nghiệm thiên thần tối cao của ngài tận thế không chỉ được thí nghiệm bởi Nhật Bản đế quý quân mà còn được thí nghiệm bởi nhiều tổ chức ở trên thế giới. Trên thế giới còn có nhiều tổ chức ma cà rồng khác còn lớn mạnh hơn cả San Guinem ở Nhật Bản. Thậm chí về sức mạnh quân sự còn vượt xa hơn cả Nhật Bản. Các bạn nên nhớ điều đó. Và bọn họ đã từng hủy diệt rất nhiều tổ chức đang thực hiện cái thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế này. Mấu chốt là chỗ đó. Theo như lời của thanh niên Mika kể,
thì cậu ta đã từng chứng kiến những cái thí nghiệm đó đang được thí nghiệm ở trong những cái ống nghiệm, những cái con người nằm trong cái ống nghiệm với những cái hình thù bị biến dạng các kiểu và họ phá hủy chúng. Tại sao tôi lại nói những cái vấn đề này? Bởi vì thí nghiệm đó đang trong quá trình thực hiện tự nhiên bị phá hủy, đồng nghĩa với việc nó đã thất bại rồi. Mà đã thất bại, làm sao thế giới không bị hủy diệt? Vậy chứng tỏ rằng Guren là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện hoàn toàn là sự thật. Nếu các bạn muốn kiếm thêm bằng chứng thì nói đây, Guren đã sẵn sàng trả giá, đó chính là mạng sống của toàn thể loài người trên thế giới để có thể hồi sinh được đồng đội của mình. Nhưng họ chỉ có thể sống thêm được 10 năm nữa thôi. Nếu các bạn để ý kỹ, Guren đã sử dụng thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế để hồi sinh những người đồng đội của mình đã chết. Thì thí nghiệm cũng đã tiến hành thành công rồi, nhưng tại sao thế giới vẫn bị hủy diệt? Vậy chứng tỏ một điều, cái điều mà Mika nói rằng thí nghiệm thiên thần tối cao ngày tận thế mà nó bị thất bại á, đó là một cái điều gì đó nó không được đúng cho lắm. Và khi đọc chắc chắn các bạn sẽ khó hiểu rằng cô nàng Mahiru này chính là người yêu của Guren, mà tại sao thanh niên Guren lại khá là thờ ơ trước cô nàng này. Theo tôi suy nghĩ thì cô nàng này đã trở thành quỷ rồi. Nếu thanh niên Guren của chúng ta mà mềm lòng chấp nhận cô nàng này là người yêu của mình, thì như các bạn đã biết rồi đó, quỷ sẽ xâm nhập vào tâm trí của thanh niên Guren, điều khiển anh ta và biến anh ta thành một con quỷ. Và dường như thanh niên Yu và thanh niên Guren có một điểm chung, đó chính là thanh niên Yu cũng muốn sử dụng cái thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế này để hồi sinh cho cô bé Akane. Nhưng theo tôi nghĩ không chỉ là cô bé Akane mà còn những người thân đã từng chết dưới tay của Ferris Bathory, và anh chàng này còn cứng đầu tới nỗi, như các bạn có thể thấy, thanh niên Mika thậm chí còn cảnh báo rằng nếu cậu sử dụng thí nghiệm này, cậu sẽ có thể hủy diệt luôn cả những người còn sống sót còn lại sau cái thí nghiệm thiên thần tối cao hôm đó. Và những người thân của cậu như là Shinoa, Kimizuki, Yoichi, Narumi, họ có thể sẽ phải chết. Nhưng đối với thanh niên Narumi, thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế đó có lẽ chính là một niềm hy vọng. Sau khi đọc xong khúc này thì tôi nghĩ thanh niên Narumi nói cũng có lý, bởi vì trong tình thế hiện tại, dường như thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế nó chính là hy vọng cuối cùng rồi. Hoặc nó sẽ hủy diệt cả thế giới, hoặc nó sẽ mang lại một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Và còn một điều bất ngờ cuối cùng, đó là về cô nàng Junjo Mito, chính là cái cô nàng mà hay câu có với thanh niên Guren đó. Sau khi đọc xong khúc này, tôi vô tình biết được rằng là cô nàng này đã từng tỏ tình với thanh niên Guren nhưng lại bị từ chối. Cái này chắc cũng hiểu thôi. Nếu các bạn nào từng coi anime manga nhiều rồi, chắc chắn các bạn sẽ hiểu được. Thường thường những cái cô gái mà theo cái kiểu xu hướng yandere này sẽ hay thích nhân vật chính, những cái nhân vật theo kiểu mà ngầu lòi rồi im lặng, hoặc là những nhân vật năng động chẳng hạn. Bài review quyển episode 14 sẽ kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới của tôi liên quan tới Sword Art The End.